Wow, ang ganda ng gown niya. Napakasimple. Ay, alam niyo yung suot ni, ano, sa, ni Samantha doon sa Miss Grand International na kulay dilaw na gown. Ayan. So, ganito yung style niya. Kaso lang sa kanya kasi, kay Nguyen Tran Canban, ang style niya kasi is brown gold na lining layer. Ayan, ang ganda. Yung next is yellow with black. Hello mga ka-DJ. Ayan. Welcome back again sa akin channel. Ayan, alam kong kaka-upload ko lang ng video. So ngayon, mag-a-upload ulit ako ng panibagong video. Ayan. Ang gagawin naman natin ngayon is maggagawa tayo ng reaction video about doon sa long gown competition ng Miss Universe Vietnam 2020. Ayan, napambato nila this year. So napanood ko na siya, handa na ako sa reaction ko and then sa ano ni Hini doon sa kanyang final walk. Ayan. So tara, start tayo. So kung hindi pa kayo nakapag-like, nakapag-subscribe sa akin channel, make sure nakapag-subscribe na kayo. So start na tayo. Wait lang, wala. Ayan. Wait lang. Ang ganda ng stage nila, talagang ano sila tagnon. Prepared yung kanilang ano, yung kanilang stage. Ang ganda pang internet. Kumbaga sa ano is pwedeng pang international pageant yung stage na ginamit nila. Ito, first time kong gumawa ng reaction video about sa long gown competition ng ibang bansa. Ayan. So, start tayo. Yung unang lumabas, ang ganda ng gown niya, naka-ano siya, naka-gold. Naka-gold gown siya. And then, yung lining niya, parang skin tone. Ayan. Tapos, may ano siya, tawag nun, yung parang sabit-sabit sa baba. Ayan. Yung may mula shoulder niya. Ang ganda ng design. Tapos ang ganda ng ano, ang ganda ng smile, ang ganda ng lakad, ang smooth, payat. Ayan. Ang ano ng mukha niya, napaka-sweet ng mukha niya. Ayan. Si Hanam. Ayan, yung unang lumabas si Hanam. Ayan. Ayan. Maliit din yung mukha niya, ang ganda. Pwede rin siyang manalo. Next. Ayan, ganun sa kanya naman, silver gold yung kanyang gown. And then parang ano din siya, tawag nun, skin tone na with black ano, talaga backless sa likod. Tapos may parang pa ganun palito yung sa may baywang. Ay, hindi pala siya bla ano, backless, parang ano lang sa gilid lang may pa ganyan palito V. Ayan. Pero ang ganda ng ano ni gown niya. Solve ako sa gown niya, ang ganda. So itong number 3 na lumabas, ang ganda ng gown niya, same doon, may pa body shape pero sa kanya naman is naka-backless yung likod niya. Ayan.
saktong-sakto sa katawan niya. Singoyentai Hongle. Ayan. Yan yung siguro lugar sa kanila yung nirepresenta. Ayan. Next, ano natin? Wow, ang ganda. Simple ano lang siya, simple dress. Tapos parang sleeveless dress ang gamit niya. Tapos silver naman yung naka-design doon sa kanyang ano, gown. Ayan. Tapos straight hair, ayan. So itong next, ayan, ito na. Maganda itong next. Wow, ang ganda ng gown niya. Napakasimple. Ay, alam niyo yung suot ni ano, ni Samantha doon sa Miss Grand International na kulay dilaw na gown. Ayan. Ganito yung style niya. Kaso lang yung sa kanya kasi kay Ngoyen Tran Kanban. Ang style niya kasi is brown gold na lining layer. Ayan, ang ganda. Yung next is yellow with yung may mga sabit-sabit, ano bang tawag yan, nakalimutan ko yung sabit-sabit, pangalan ng sabit-sabit. Ayan, ang ganda niya tingnan. Ang ganda. Ayan. Tapos pinakulot niya konti yung buhok niya, ang ganda ng facial expression, the way ng walk. Ayan, ang galing. Ayan. Next natin yung naka-blue, parang up-shoulder dress yata ang tawag dito. Color blue with ano, parang brilliant blue din ang ano. Ayan, ang ganda ng slit. Ayan. Hindi ganun kataas yung slit ng kanyang gown. Si Dao Han Tan. Ayan. Ito naman siya, short hair. Ayan. Gold silver gown ang suot niya with skin tone silver gown. Ayan. Ang ganda yan, ang ganda ng smiling niya, napaka-bless. Ayan. Normal smile. Ah, diba, ang galing. Okay. Ang next natin is si ayan. Purple gown ang suot niya, ang kulay purple white with lining na parang paribon-ribon, parang alon-alon yung style. Tapos parang Pilipinyana ang ano niya dito sa ano gilid, pang ano talaga, pang social. Ayan, ang ganda tignan. Tapos with ano pa siya dito, ang tawag yun dito, necklace. Ayan, necklace ano siya, pearl. Ayan, ang ganda, and the best, ganda. Itong namang next, white dress, white gown dress, parang para sa akin, itong dress na to common. Ayan, usual ko nang nakikita ito sa mga pageant, international or local pageant. Ayan, white siya na may pagka V style sa gilid, parang pa ganun lang. Tapos, simple, tapos nakapusod yung buhok, ayan. So, ang ganda ng ano nila, dress. Ngayon naman datakot at ay Hini, ayan. Wow, ang ganda ng gown ni Hini. Ang ganda ng gown ni Hini, kulay yellow with parang tribal ano yata to. Tribal ano sa kanila ito. May meaning yata itong gown ni Hini, bakit pa yung nasuot niya. Ayan, si Hini. Parang kukumustahin siya kung ano yung nangyari sa kanya in the past ng kanyang reign sa pagiging Miss Universe sa Vietnam. Ayan. Kasi si Hini yung naging kauna-unahang Vietnamese na nakapasok sa international pageant. Ayan. Nakauna-unahang nakapasok sa international pageant at take note, top 5 pa. O, diba? Saan kayo? Walang nagbago sa ano yan. Naiiyak siya, ayan. Kahit hindi ko naintindihan, pero yung sinasabi niya, parang naano ko.
nakaka-catch up yung sinasabi niya. Parang yung same ng mga sinasabi ng mga naging ano na rin, mga naging queens, ayan dito kumbaga sa atin, ng mga naging queens yung pagkumusta sa kanya, kung ano mga, nang ano sa kanya nangyari. Em cảm thấy rất xúc động khi đứng ở trong, khi ngồi xem các bạn, thì mình lại cảm thấy hạnh phúc. Hơn 3 tháng mà các bạn đã thay đổi rất là nhiều. Đó là một điều khích lệ và hẹn tin chắc rằng trong đêm nay, pinalakpakan siya ng mga audience. Và sẽ thay mặt Hen làm tất cả những điều tuyệt vời cho cộng đồng, cho xã hội. Hen xin chân thành cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn chị. Hen nghĩ rằng là không có một điều tiếc nuối trong cái thời gian vừa qua. À, có thể là thời gian đã đến rất nhanh và đôi khi có những công việc mà mình chưa thực hiện tốt. À, nhưng mà mình tin chắc rằng trong thời gian tới, mọi người sẽ vẫn gọi mình là Hoa hậu. Và cả cuộc đời mình, mọi người sẽ gọi mình là Hoa hậu. Và trách nhiệm của mình vẫn còn nằm ở đó. Mình vẫn san sẻ. Mình luôn luôn có một cái trái tim luôn luôn đồng hành với những cái điều mà mình mong muốn. Nên là em nghĩ rằng không có một điều nối tiếc trong thời gian vừa qua. Còn một điều tự hào thì Hen nghĩ rằng đó là mình được chia sẻ, giống như chị nói hồi nãy. Bản thân em, tất cả mọi việc Hen chỉ biết là làm hết mình trong cái công việc đó. Nhưng mà cái điều mà Hen nhận được đấy chính là mọi người bảo là đang truyền năng lượng. Nên Hen cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, chúng ta hãy làm hết mình dù bất cứ một công việc nào đó. Rồi kết quả nó như thế nào thì mình không biết được. Nhưng mà mình sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và vô cùng hạnh phúc với những điều mình làm. Chắc chắn là như vậy. Khi chúng ta đã cố hết sức thì sẽ không còn gì để gọi là hối tiếc cả. Rất là cảm ơn thông điệp mà gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương, quan tâm tôi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn, cho con sức mạnh để theo đuổi đam mê, ước mơ của con. Và ngày hôm nay với đôi chân trần, với trang phục đồng bào mình, con tự hào và vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện với hình ảnh đương kim hoa hậu là cô gái ED. Con muốn truyền năng lượng tích cực này đến các cô gái khác. Dù bạn là ai, đến từ đâu, dân tộc nào, bạn sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, hãy dám ước mơ, dám theo đuổi, sống cho chính mình và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn cô Thu Hoa. Ito na yung magano na siya, final walk niya na to. Từ một cô gái chỉ dám ước mơ cõi nhiều sâu, có tiền trang trải cuộc sống, giờ đã trở thành top 5 Miss Universe. Và bây giờ tôi đặt tay lên ngực và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Nang nag-final walk siya, wala siyang ano, wala siyang sandal, talagang nakayapak lang talaga siya. Parang damit ito ng traditional dress nila, yung suot niya, ang ganda. Umiiyak siya, hindi niya mapigilan, hindi makaiyak. Ay, hindi. Quý vị và các bạn thân mến, và chỉ vài phút nữa, Hoa hậu Hoàng Vũ Hồ Hê Nhi sẽ trao lại chiếc vương miện Braveheart cho tân hoa hậu. Mga ka-JJ, ayan, mga kapatid, sana nagustuhan nyo yung aking review and reaction about sa long gown competition and sa final walk ni Henny ng Vietnam. Ayan, so abangan natin yung kanilang kandidata this year. So sana maging updated pa kayo sa aking channel. And don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Hanggang dito na mga kapatid. Bye-bye. Thank you.